Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ epfro.com. Ở đây là vlog tiếp theo của mình. Và trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ cho các bạn ba thứ. Và mình tin là với ba điều này dành cho các bạn đã, chúng ta đang nghiên cứu, chúng ta tham gia vào cuộc chơi chụp hình. Yes, chụp hình. Thì mình biết chắc là các bạn đã, nếu các bạn muốn tham gia vào trò chơi chụp hình này rồi á, và cái thú vui nhiếp ảnh này rồi á, thì mình nghĩ là các bạn đang là có ý định tham khảo bạn bè cũng như là internet về những cái máy ảnh mà các bạn muốn mua. Tuy nhiên là mình sẽ có ba cái điều lưu ý và mình nghĩ là sẽ không có ai chia sẻ với các bạn về ba điều này. Và ba điều này đúc kết từ những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình trong khoảng ít nhất là khoảng cỡ 6 năm nay mình chơi nhiếp ảnh. Rồi đầu tiên, trước khi vào video, nếu như là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút subscribe dưới, bởi vì nếu được thì giúp mình một chút, bởi vì mình sắp đạt được 100.000 sub và đối với mình thì đó rất là có ý nghĩa, tại vì trong khoảng 5 năm rồi mình làm YouTube thì có lẽ là nó cũng là một cái dấu mốc mà, đúng không? Ok, điều thứ nhất, xác định chính xác nhu cầu của các bạn. Mình gặp rất nhiều câu hỏi ở trên fanpage của mình là mình nên mua cái máy ảnh nào, nên mua máy ảnh to hay là mua máy ảnh mirrorless dạng nhỏ nhỏ. Đây là mirrorless. Dòng khá là ngắn gọn thôi. Và một dòng khác là DSLR, là cái dòng nó lớn bự. Các bạn hay thấy mấy gì nhiếp ảnh gia, tức là đi chụp hay là đi chụp đám cưới, chụp đám ma chẳng hạn, thế thì người ta hay sử dụng những cái máy lớn. Thì đâu mới là cái máy các bạn cần? Thì đối với các bạn ha, mình phân loại thành hai nhánh đơn giản thôi. Nếu như các bạn là một người chuyên quay phim và chụp hình, quay phim và chụp hình chuyên nghiệp á, thì chúng ta nên sử dụng cái máy lớn. Tại sao? Tại vì lúc đó chúng ta làm việc với khách hàng, cho nên là chúng ta cần phải cho khách hàng người ta thấy, người ta thích ha, người ta thích. Và đối với khách hàng thông thường ấy, khi người ta gặp những cái máy chụp hình mà dạng lớn như vậy, người ta sẽ cho rằng đó là sự chuyên nghiệp, và điều đó làm đánh giá cao, người ta sẽ đánh giá cao các bạn hơn và sẵn sàng trả tiền cho các bạn hơn. Rồi, còn với những bạn chúng ta sử dụng cho mục đích cá nhân, cho thú vui hoặc là để chơi chơi với bạn bè, thì như mình chẳng hạn vậy, mình sử dụng mirrorless. Lý do là bởi vì nó rất là nhỏ gọn ha, nó rất là nhỏ gọn. Rồi, cái chính tại sao mình gọi nó là nhu cầu, xác định chính xác nhu cầu, tại bởi vì khi mà các bạn sử dụng cho máy ảnh cá nhân chẳng hạn vậy, mình gặp rất nhiều trường hợp luôn là chúng ta sử dụng mua DSLR. Thì cái đó tùy mọi người, nhưng mà đa số trường hợp mình cảm thấy các bạn sẽ cảm thấy lười khi mà chúng ta đem cái máy ảnh lớn như vậy đi theo bên mình ha. Tại vì ví dụ như là đi chơi với gia đình chẳng hạn vậy, lúc nào cũng phải xách theo một cái vali, cái ba lô tương khá là lớn, và nó chiếm dụng diện tích khá là nhiều. Đứa con nít cầm cũng không được tại vì nó nặng quá. Thì ở đây chúng ta, như mình trước đây mình sử dụng một con DSLR, đó là của Nikon á, thì mình cũng gặp cái trường hợp kiểu như vậy, đó là chúng ta lười mang theo, đơn giản đó là lười mang theo thôi. Thì kể từ khi mà mình mua cái mirrorless là cái A6000 này á, thì mình cảm thấy rất là dễ, tại vì nó rất là nhỏ gọn, mình quăng luôn trong cái ba lô laptop của mình mang đi cũng được nữa, cho nên là nó sẽ tiện hơn. Và ít nhất cái quá trình vui chơi của chúng ta là chúng ta cái nhu cầu đầu tiên là chúng ta dễ mang vác theo nữa đó. Thế nhưng nếu các bạn làm nghề thì cái chuyện mang vác sách nặng thì nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Ok, thì thứ hai, cái tiếp theo đó là xác định nhu cầu là gì, là cái hãng máy ảnh nào các bạn nên mua. Rồi mình gặp nhiều bạn mua Pentax rồi Panasonic chẳng hạn vậy, thì những cái máy ảnh đó thì Samsung cũng có nữa. Tuy nhiên là có vấn đề là mình gặp đa số là khi chúng ta chơi máy ảnh, thường chúng ta sẽ có nhu cầu nâng cấp. Lúc nào cũng vậy, nâng cấp. Bởi vậy mình mới hay nói là nhiếp ảnh, con đường nhiếp ảnh là con đường đau khổ, là bởi vì vậy đó, chúng ta không bao giờ có cái điểm dừng. Cho nên là khi các bạn mua máy ảnh á, nếu như các bạn xác định là mình chơi vì vui, thì chắc ăn nhất là chúng ta vẫn nên mua những cái dòng máy mà nó gọi là có thương hiệu phổ thông một chút xíu, ví dụ như là Canon, Nikon, Fuji, rồi Sony chẳng hạn vậy, chúng ta dễ bán lại, chỉ đơn giản là dễ bán lại thôi. Tại vì khi các bạn cái máy chụp hình chúng ta bán lại thì cái giá trị của nó sẽ không có mất đi quá nhiều giá trị, trừ khi các bạn chụp nát máy luôn thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu các bạn nào chơi cá nhân á, thì chúng ta chuyện mua đi bán lại là chuyện rất là bình thường, cho nên cố gắng mua những cái dòng máy nó phổ thông để chúng ta dễ bán lại và dễ mua mới. Ok, điều thứ hai, chúng ta nên xác định cái điểm dừng. Bởi vì mình nhắc lại lần nữa, con đường nhiếp ảnh là con đường đau khổ. Các bạn chọn, các bạn mua máy á, thì nó sẽ không dừng ở máy đâu, và nó sẽ có những cái phụ kiện kèm theo nữa, ví dụ như là cái filter nè, cái chân máy nè, cái đèn led flash, và sau, tiếp theo nó là nâng cấp lens lên. Thì cho nên là cái
khoản chi chúng ta nó cứ tăng dần và như hồi nãy mình có nhắc tới đó, là chúng ta sẽ có nâng cấp máy nữa. Cho nên là nếu được á, chúng ta nên trước khi chúng ta chi tiền ra chúng ta nâng cấp cái gì á, thì mình nên ngồi lại chút xíu các bạn suy nghĩ coi là mình có thật sự cần cái món đồ đó hay không. Khi mà chúng ta cứ mua đi về xong rồi bán lại thì mình nói là nó mất ít cái sự giảm giá trị, tuy nhiên thì nó vẫn là mất thôi. Cho nên là cần suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta nâng cấp cái máy lên. À, cái này là cái lưu ý rất là thổ thường xuyên luôn, mình gặp rất thường xuyên ha. Các bạn chơi xong rồi các bạn bỏ tiền ra chúng ta mua nâng cấp rất là nhiều nhưng mà cuối cùng chúng ta để tủ. Ok, cái lưu ý số 3 là cái lưu ý mà mình cảm thấy quan trọng nhất. À, tại vì mình cảm thấy các bạn tập trung quá nhiều tiền để chúng ta mua cái thân máy mà chúng ta lại không đầu tư chính xác vào cái lens, cái ống kính. Bởi vì cái chất lượng đối với mình á, chất lượng về hình ảnh á, thì cái chất lượng nó thì cái máy chụp của chúng ta nó sẽ mang lại 50% chất lượng, còn lại 50% nó nằm ở cái ống kính. Cho nên là nếu như các bạn bỏ quá nhiều tiền, các bạn nghiên cứu chúng ta mua máy quá nhiều tiền chẳng hạn vậy, sau đó chúng ta hết tiền mua ống kính, thì cuối cùng là gì, cái chất lượng ảnh của chúng ta nó sẽ không được cao. Mặc dù các bạn chọn cái máy rất là xịn đời mới chẳng hạn vậy, A6400 chẳng hạn vậy, nó mới ra gần đây, hoặc là Fuji XT30 mới ra gần đây luôn. Tuy nhiên là chúng ta hết tiền, chúng ta sử dụng cái lens kit để kèm theo, thì nếu như chúng ta so sánh với một thằng sử dụng A6000 ra từ chắc 4-5 năm trước rồi, nhưng mà sử dụng một cái ống KZ24 chẳng hạn vậy, thì cái chất lượng A6000 cộng với KZ chắc chắn hơn gấp 3-4 lần so với lại cái máy ảnh 6400 cộng với lens kit của nó. Cho nên là nếu được á, các bạn cần suy nghĩ và chúng ta nghiên cứu không chỉ là máy mà chúng ta nghiên cứu cả ống kính nữa, để mà cái chất lượng ảnh chúng ta nó đạt mức cao nhất có thể. Ví dụ như là các bạn có 20 triệu thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Trong khoảng 20 triệu đó thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, các bạn nếu như chúng ta sử dụng để chụp thì nó sẽ có hai lựa chọn cho các bạn. Một, các bạn mua XT30 hoặc là A6400 mới nhất chẳng hạn vậy cộng với lens kit, hoặc là cái lựa chọn của các bạn là A6000 A6300 cộng thêm một cái lens 35-50 hoặc là KZ24 như hồi nãy mình nói đó, thì cái chất lượng ảnh của nó sẽ hoàn toàn khác bọt lắm. Hoặc một cái lựa chọn nữa là các bạn mua máy cũ chẳng hạn vậy, Sony A7 Mark II, một máy ảnh full frame và cộng với cái lens kit của full frame thôi, là chất lượng ảnh nó khác biệt rất nhiều luôn. Thì cho nên đó là cái lựa chọn mà mình nghĩ các bạn nên suy nghĩ và đầu tư chính xác. Và cái vấn đề là các bạn bỏ tiền vào mua cái gì. Đối với mình, 50% tiền nên dồn vào đây và 50% tiền dồn vào cái ống kính ha. Thì lúc đó cái ảnh của chúng ta nó sẽ có chất lượng cao nhất và chúng ta sẽ có cái niềm vui hơn trong cái việc chụp hình. Bởi vì hình đẹp nhìn nó mới thích để mà chụp tiếp chứ, đúng không? Thì đó là ba cái lưu ý đơn giản và mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta tham gia, chúng ta mua máy, chúng ta tham gia vào cái con đường nhiếp ảnh này. Và đừng quên like, share, subscribe. Và đây là toàn bộ cái vlog tiếp theo của mình. Và thì nếu như là các bạn thích video này, đừng quên like, subscribe và chia sẻ nhé cho bạn bè, cũng như là comment phía dưới cho mình biết á, cái máy các bạn đang sử dụng là gì, các bạn định mua máy gì và tại sao các bạn chọn cái máy đó ha. Cũng như là comment cho mình biết vào cái video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nhá. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, HP Photoshop.